đây là cái tiệm của Hiệp này cả nhà. Đó, đây là cái tiệm nail của Hiệp đây. Còn cái hôm bữa ở bên kia đó cả nhà, đó bên kia đường á, cái chỗ mà cái mái ngói đỏ đỏ đó, là cái chỗ đó là cái tiệm cũ của Hiệp đó. Cái tiệm cũ mà Hiệp bị mất đó cả nhà. Cái tiệm cũ mà Hiệp bị lừa mất, cái tiệm cũ là đó, ngay chỗ cái mái nhà đỏ đỏ đó cả nhà. Rồi đi qua bên này đường là cái tiệm của Hiệp. Đó, đi bên này đường là cái tiệm của Hiệp. Kế bên cái tiệm của Hiệp là có cái tiệm tóc nha cả nhà. Đây là cái tiệm tóc. Đây là cái tiệm tóc. Rồi kế bên cái tiệm tóc đó, đó kế bên cái tiệm tóc nữa là cái chỗ người ta dạy về cái gì á, ông thầy đó ông dạy về cái gì á. Rồi sát bên cái đó nữa là một cái nhà hàng ăn của Mễ. Sát bên cái nhà hàng của Mễ là cái văn phòng của chính phủ làm gì á. Rồi chỗ kia là chỗ sửa xe hơi. Đó, chỗ sửa xe hơi đó cả nhà. Sát bên đó là có chỗ sửa xe hơi nha. Rồi ở bên đây đường thì có cây xăng. Đó, đó là cây xăng đó. Đây Hiệp chúng to là chụp cho cả nhà mình xem nè. Đó, đó là cây xăng nha. Đó, cây xăng. Rồi kế bên cây xăng là có bán đồ cũ á cả nhà. Đồ cũ, đó là chỗ bán đồ cũ. Cái chỗ bên kia cái ngôi nhà đỏ đỏ đó là cái phọt đó mọi người. Cái phọt ở bên Việt Nam á thì còn gọi là cái công viên đó. Cái công viên Hiệp dắt con Hiệp qua đó chơi. Rồi trường học con Hiệp bên đó luôn. Nó gần sát vậy đó cả nhà, Hiệp đi bộ qua, Hiệp dắt con Hiệp đi bộ qua luôn á. Nó gần vậy đó. Đây cả nhà, còn ở phía sau này nè. Ở phía sau này là nó có cái nhà đó là cái nhà nghỉ á. Cái nhà nghỉ dành cho khách người ta đi du lịch. Ở phía sau đó nó có cái hồ đó cả nhà. Gọi là cái hồ Lilac. Gọi là cái hồ Lilac. Cái hồ đó nó chạy dọc theo cái con đường này luôn. Dạ, nó chạy dọc theo cái con đường này luôn á cả nhà. Hôm nay ngày lễ Halloween mà cả nhà coi nè, đường xá không có xe cộ gì hết á. Nó vắng như chùa Bà Đanh vậy đó. Không biết sao mà năm nay á, Halloween á, buồn lắm cả nhà. Năm ngoái á, mùa Halloween là đông đen nha cả nhà. Đông đen à. Mà không biết sao mà năm nay á, chắc là Hiệp nghĩ do cái chiến tranh hay sao á, mà nó buồn lắm. Buồn hiu buồn hết vậy á. Còn ở bên cái chỗ đó là cái chợ đó cả nhà. Đó, cái chợ. Cái tiệm Hiệp á, nó nằm ngay cái trung tâm luôn. Nó nằm ngay cái trung tâm của cái con đường chính ở đây luôn đó cả nhà. Nó sát bên chợ luôn. Nguyên một cái dọc đó là, đó cả nhà thấy nguyên cái dọc này là khách sạn, rồi nhà hàng, rồi nhà nghỉ, rồi quán ăn, rồi chợ. Nói chung là nó đầy đủ hết. Đó, dọc dọc hai bên đường này là nhà nghỉ không đó. Nhà nghỉ không đó cả nhà. Đằng kia cũng có cái tiệm tóc kìa. Rồi dọc dọc đây là nhà nghỉ hết, để cho khách người ta đi du lịch đó cả nhà. Còn chỗ này là cái người ta bán nội thất á. Người ta bán nội thất. Mà bữa nay người ta đóng cửa rồi, người ta bán nội thất. Đó cả nhà. Đó. Là bây giờ mình sẽ đi vô trong ha cả nhà ha. Mình sẽ đi vô trong. Rồi Hiệp quay review cái tiệm cho cả nhà xem, để biết cái tiệm của Hiệp nha. Đây là cái cửa bước vô. Hiệp cũng hưởng ứng không khí của Halloween, nên Hiệp mua đồ gì Hiệp trang trí Halloween đó cả nhà. Đây, lúc mà Hiệp qua đây á, là Hiệp phải đi xin phép, rồi ở trên QT á, rồi người ta mới cấp giấy phép cho Hiệp, rồi Hiệp mới làm đường ống nước lại đó cả nhà. Mà hồi lúc á, cả nhà biết không, lúc mà Hiệp mà qua Hiệp mướn cái chỗ này á là không phải nó chấm lóc như vậy đâu. Nó không phải chấm lóc vậy đâu. Ở chỗ hai cái cây cột đó đó cả nhà. Ở chỗ hai cái cây cột đó là nó có một cái bức tường. Tại vì á nó bán nhà hàng rồi cái bên này á nó liên thông qua cái vách ở bên này luôn, là nó liên thông qua cái nhà bên này luôn. Tức là cái vách này nó có cái cửa để đi qua cái nhà đó và liên thông luôn. Rồi ở chỗ đây nó có một cái bức tường nữa.
là Hiệp phải mướn thợ đập cái bức tường này, rồi bích cái bức tường bên này. Ở phía sau đó đó, cái nhà, cái bức tường phía sau đó là nó không phải cái cửa như vậy, mà nó lớn ra luôn. Nó lớn ra luôn, chứ nó không có bức tường như vậy. Rồi Hiệp phải cho thợ làm cái bức tường ở chỗ đó để cho nó nhỏ lại. Chứ nó rộng lắm, nếu mà để tuần luôn từ đây xuống dưới đó hả, cả nhà biết không? Nó rộng mênh mông đại hải luôn. Cho nên Hiệp phải cho thợ lắp cái đó lại để chừa cái cửa nhỏ đó đi xuống nhà sau thôi. Cho ở phía trên này nó nhiêu đây là được rồi. Tại vì nó rộng quá, nó rộng quá rồi cái tiệm của mình nhìn nó không có tập trung á cả nhà. Cho nên Hiệp phải sửa sang lại cái mặt bằng này, là Hiệp bỏ ra thêm hết 20.000 nữa là Hiệp mới dọn hết ba cái đồ này qua nè cả nhà. Đó, Hiệp mới dọn hết cái mấy cái đồ làm neo này qua từ bên cái tiệm cũ đó cả nhà, Hiệp dọn qua đó cả nhà. Đó mà cả nhà biết không, đúng là trời thương hết cả nhà. Nghĩ sao, ở bên Mỹ mà làm gì mà có cái chuyện cái mặt bằng bên đó mình mất, mình bị mất cái mặt bằng mà mình qua mình tìm được cái mặt bằng đối diện, không có đâu cả nhà. Trời ơi, cái trường hợp của Hiệp rất là hy hữu mà cả nhà biết không. Trời ơi, lúc mà hả báo hả tin hả mắc một cái hả, trời, Hiệp chới giới luôn á, Hiệp đau khổ khủng khiếp luôn, Hiệp chới giới. Tại vì cả nhà nghĩ đi, ở bên Mỹ mà tìm một cái mặt bằng để mướn đâu phải dễ đâu, đã vậy hả mà tìm được cái mặt bằng đối diện cũng không phải đơn giản nữa cả nhà. Vậy mà Hiệp đi xuống dưới Đức Mẹ, Hiệp cầu nguyện Đức Mẹ, Hiệp khóc lóc, Hiệp xin với Đức Mẹ. Xong rồi Đức Mẹ thương xót Hiệp về, chỉ cho Hiệp liền cái mặt bằng này. Rồi Hiệp mới mướn dọn qua đây đó. Mà trời cũng thương lắm cả nhà. Tại vì á, đúng là mình ăn ở hiền sẽ gặp lành thôi mọi người. Bởi vậy á, tại sao mà nhiều người nói Hiệp chứ sao không đi kiện, sao không đi kiện đi. Nhưng mà Hiệp nghĩ thôi kệ. Mình nghĩ chắc là cái kiếp trước mình dây thì bây giờ kiếp này mình phải trả. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng được Đức Mẹ soi sáng, xem xét, đưa đường dẫn lối để cho Hiệp có được ngày hôm nay và mướn được cái mặt bằng này. Để Hiệp chuyển qua như vậy Hiệp làm thì coi như cũng vớt vát được phần nào rồi. Với lại á, cái lượng khách khứa cũ ở bên tiệm bên kia họ cũng qua bên đây làm hết à, chứ họ không có đi đâu hết á. Tại vì ở cái khu này á, chỉ có hai cái tiệm thôi, tuốt ở đằng kia một cái nữa, rồi ở đây một cái tiệm neo nữa thôi. Cho nên á, nó cũng không có tiệm neo nhiều. Cho nên vì sao mà Hiệp mọi người nói Hiệp đi thưa đi mà Hiệp không làm là vậy. Hiệp không làm là lý do là như vậy mà Hiệp không làm đó cả nhà. Nên hôm nay á, Hiệp cũng tâm sự cho cả nhà mình biết. Thì thôi kệ nó, Hiệp cứ nghĩ là cái luật nhân quả, kiếp trước mình dây thì kiếp này mình trả. Vậy thôi, cho nên Hiệp không có thương, không có kiện gì hết. Cũng mẹ thương, mẹ độ cho Hiệp để Hiệp qua đây được là Hiệp cũng mừng rồi. Thì cái lượng khách khứa bên tiệm cũ họ biết, họ cũng qua đây. Thì như vậy cho nên Hiệp xí xóa, Hiệp không có nghĩ tới. Nhưng mà luôn trong thâm tâm Hiệp á, lúc nào Hiệp cũng cầu nguyện cho cậu với mợ một làm ăn được, giống như là làm đất, mua bán đất gì đó mà có lời nhiều, thì cậu với mợ cũng nên nghĩ lại mà trả lại cho Hiệp một nửa số tiền thôi cũng được. Để Hiệp giống như là cái tiền mà Hiệp dọn ở đây Hiệp trang trí lại đó. Thì trong thâm tâm Hiệp cũng luôn luôn cầu nguyện như vậy. Và cũng xin Chúa chúc lành cho cậu mợ làm ăn được. Cậu mợ nghĩ tới con mà gửi lại cho con một nửa số tiền thôi cũng được. Chứ con cũng biết rằng là trong cái thời gian mà cậu mợ về Việt Nam xây nhà nghỉ ở Trà Vinh, mấy chục căn nhà nghỉ ở Trà Vinh á, là chắc là trong thời gian đó cậu mợ cũng khó khăn về vấn đề tài chính, cho nên cậu mợ mới lấy 45.000 của con như vậy. Chứ con nghĩ là cậu không có đến nỗi nào như vậy, tại vì con nhìn cậu không phải là một người mà phải đi làm những cái chuyện đó với con cháu của mình. Cho nên á,
Con cũng luôn nguyện, cầu nguyện xin Chúa Mẹ xây chuyển cho cậu mợ mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt, rồi trúng vài lô đất có tiền nhiều nhiều để mà gửi lại cho con chút đỉnh số tiền. Dạ con mong là cậu mợ coi được cái clip này. Vậy đó cả nhà, thì Hiệp chỉ biết cầu nguyện như vậy thôi, chứ Hiệp cũng không có muốn làm khó làm khăn, hay không có muốn là đi đến thư kiện rồi thí dụ như sau này mình gặp lại nhau rồi mình nhìn mặt nhau như thế nào. Cho nên Hiệp cũng không có muốn làm to tát để làm cái gì. Đó, câu chuyện nó là như vậy đó cả nhà. Đây nè cả nhà, Hiệp có lấy mi Hiệp gửi ở bên Việt Nam qua đó. Hiệp gửi mi bên Việt Nam qua để bán thêm kiếm tiền đó cả nhà. Khách ở đây người ta cũng thích xài mi lắm, cho nên Hiệp thấy vậy thì Hiệp cũng mua mi rồi cả nhà. Gửi bên Việt Nam qua để Hiệp bán thêm kiếm tiền đó. Một hộp mi như vậy ở bên Việt Nam là cái loại mi tốt là 60.000, thì qua đây Hiệp bán 10 đồng một hộp, còn mi rẻ hơn thì Hiệp bán rẻ hơn. Có cái loại mà mi hộp đó đỏ này nè, ở bên Việt Nam thì nó có 30.000 thôi, thì Hiệp bán nó ít hơn đó cả nhà. Đó, Hiệp treo lên như vậy nè, khách nó đi vô nó làm cái nó thấy cái nó thích cái nó mua, nó xài đó cả nhà. Đó, tiệm Hiệp làm á thì hồi lúc trước ở bên tiệm cũ bên kia lúc mới lấy tiệm thì có thợ, có 4-5 thợ. Rồi tới khi mà Hiệp bị có chuyện xảy ra như vậy thì thợ cũng đi hết, không có ai làm với Hiệp hết. Thì Hiệp vẫn làm một mình đó cả nhà. Hiệp vẫn làm một mình. Thì Hiệp sống nó tàn tàn vậy để lo cho con cái cũng được rồi cả nhà. Chứ bây giờ mà đi làm thuê làm mướn để mà lo cho được hai đứa con nó cũng vất vả lắm cả nhà. Tại vì á, nếu mà Hiệp đi làm mướn á, Hiệp đi làm thợ cho người ta thì hai đứa con Hiệp phải đi gửi trẻ, đi gửi giống như nó đi học tới có 2 giờ về thôi. Ở đây là đi học tới 2 giờ về thôi, là Hiệp phải nhờ cái người giữ trẻ tới trường đón về nhà người ta, rồi phải giữ giùm Hiệp tới 7-8 giờ Hiệp đi làm về. Thì hai đứa bữa nay chắc cũng 70 đồng một ngày á cả nhà. Hồi cách đây mấy năm mà hai đứa là đã 50 đồng rồi. 50 đồng là người ta thương tình Hiệp người ta giữ đó, chứ bình thường là một đứa ít nhất cũng phải là 30 đồng á cả nhà. Bây giờ hai đứa mà đi gửi một ngày cũng phải 70 đồng. Cho nên là Hiệp nói thôi, bây giờ ở đây á, Hiệp làm ít cũng được. Hiệp làm có một mình thôi thì Hiệp làm ít cũng được. Giống như là mình làm chủ lấy mình thì mình khỏi phải lệ thuộc ai. Thì mình làm một ngày 4-5 khách thì cũng được. Rồi mình trang trải, rồi mình có thời gian mình lo lắng cho con. Sáng 8 giờ là Hiệp đưa con đi học. Mà ở trên đây á, là Hiệp được giống như là Hiệp đưa cái hồ sơ bệnh án cho nhà trường đó. Rồi Hiệp là single mom, là mẹ đơn thân nuôi con, rồi phải làm để lo cho con. Cho nên nhà trường á giữ luôn con Hiệp, cho con Hiệp học tới 6 giờ chiều mới về á cả nhà. Tới 6 giờ chiều mới về. Thì Hiệp mở cửa Hiệp làm, 8 giờ Hiệp đi đưa con đi học xong là Hiệp về Hiệp mở cửa Hiệp làm. Hiệp làm miết tới 6 giờ chiều là Hiệp mới đóng cửa, rồi đi đón con về. Rồi lo lắng cho con, cơm nước cho con luôn, chăm sóc con được. Rồi Hiệp dắt con đi ra ngoài, đi qua bên cái phạt đó chơi. Mùa hè thì chơi tới 9-10 giờ thì về ngủ. Còn mùa đông lạnh như vậy thì không có đi chơi, ở nhà thì cho con chơi phone một tiếng rồi ngủ sớm. Đó cả nhà, Hiệp làm có một mình thôi. Ở tiệm bây giờ Hiệp làm có một mình thôi cả nhà. Mùa hè thì Hiệp làm cũng đông, mùa hè khách nó cũng đông lắm. Có nhiều khi Hiệp quay trực tiếp ở trên Facebook Hiệp á cả nhà, khách cũng thấy thương lắm. Khách ngồi chờ 3-4 người vậy đó, thấy cũng nóng ruột, cũng xót xa lắm. Thấy khách chờ mà mình nóng ruột lắm, nhưng mà tại vì không có thợ á cả nhà. Ở trên vùng này, vùng sâu, vùng xa kiếm thợ cũng khó lắm. Cho nên đó là thôi thì Hiệp làm được như Hiệp làm. Đó, cái bàn làm của Hiệp nè. Đó, đây là cái kiến nè, cái kiến Hiệp làm, Hiệp để đây. Đây là cái đồ này Hiệp bày ra chỗ cái bàn của Hiệp luôn, để cho khách
thích nó chọn, thích gắn cái nào bỏ cái nào đó, rồi thích thì nó chọn luôn cho nó tiện đó. Làm chỉ có một mình thôi cho nên nó cũng gọn thôi cả nhà, chứ nó cũng không có tùm lum tùm la, nó cũng không có gì nhiều đó. Những cái đồ trang trí này cả nhà, đây nè, Halloween nè, mà một luôn mấy cái này nè, một cái hình nè, về cho khách người ta thích người ta gắn Halloween nè, người ta thích người ta gắn vậy đó. Rồi hiệp ba lơ nhiều lắm, trời cái này đẹp ghê luôn, mà bữa giờ không thấy ai gắn cái này cả nhà. À, cái này đẹp ghê, cái này thích ghê, có hộp mà sáng đẹp ghê luôn á, mà bữa giờ chưa có thấy ai gắn cái này nha. Người ta gắn Halloween là cũng nhiều, là hiệp order quá chừng luôn, hiệp order quá chừng hình đường để về cho người ta gắn Halloween người ta chơi đó cả nhà. Đó thì đây là cái bông, cái hoa khô á, cái hoa khô hiệp mua sẵn đó, rồi ai thích chọn thì hiệp gắn lên. Mà cái người nào mà họ không thích gắn như vậy thì mà hiệp đắp cho người ta, nhưng mà đắp thì nó hơi lâu quá cả nhà, đắp nó hơi lâu quá. Cái kim tuyến này nè cả nhà, kim tuyến này nè, đắp vô móng tay, ẩn vô móng tay á, cho nó sáng trưng. Đây là mùa hè, mùa thu nè cả nhà, mùa thu hiệp mua mấy cái hình này, cái hình dáng cho mùa thu cho khách người ta, cho khách người ta xài này. Hoa với hình mùa thu là hoa với hình lá cỏ gì đó. Đó, mua cho khách người ta thích người ta dán vô, mà mình dán cái này nó cũng khỏe lắm, mình không có phải vẽ nó cực hơn á cả nhà. Cái này dán cũng đẹp, dán mấy cái lá này vô nhìn nó y chang cái lá thì nhìn nó cũng đẹp lắm đó. Được mua sẵn để cho khách người ta dán. Còn đây là cái sofa mà hiệp nằm để hiệp coi tivi nè cả nhà. Đó, cái sofa để đây để hiệp nằm coi tivi. Đó, cái tivi treo đó. Còn đây là cái sofa để cho khách ngồi. Khách ngồi đây. Đây nè cả nhà. À, trời ơi, coi hai đứa con hiệp nữa, nó lấy bút nó vẽ đầy lên trên đây. Không biết nó vẽ cái gì mà nó vẽ đầy lên trên đây biết. Nè cả nhà, hiệp có bằng đó, hiệp chỉ quay sơ cho cả nhà coi. À, hiệp có bằng, còn đây là cái ghế để hiệp quát cho khách đó cả nhà. Nó cái ghế để hiệp quát cho khách, còn cái bàn kia là hiệp ngồi hiệp trang điểm với hiệp cắt tóc cho con hiệp á đó. Đó, hiệp ngồi trang điểm, còn phía sau kia thì sinh hoạt. Đây là hiệp để cái bàn chúa ở đây nè đó, hôm nay là lễ Halloween nên hiệp cũng trang trí hiệp cũng trang trí bàn chúa ở đây. Hiệp được rửa tội, hiệp học đạo, hiệp học giáo lý xong rồi hiệp được rửa tội năm ngoái rồi cha cấp cho hiệp cái bằng, rồi hiệp giờ hiệp mà thỉnh chúa, hiệp thờ ở đây, hiệp thờ chúa ở đây đó. Còn ở dưới này là cái khu vực để mà sinh hoạt á cả nhà, cái khu vực ở dưới này là để sinh hoạt, nó rộng lắm, nói chung là nó rộng lắm, máy giặt máy sấy đều đầy đủ đó. Khu vực ở đây để sinh hoạt nè cả nhà, để hiệp sinh hoạt ở đây. Ở sau này nó rộng mênh mông mà cả nhà, nó có luôn nhà tắm luôn, nó có luôn cái nhà tắm cho mình đứng mình tắm luôn, người ta sấy đồ nè. Nè cả nhà, nó có luôn cái nhà tắm ở phía sau này cho mình luôn. Ở phía trước thì có cái nhà tắm cho khách rồi, ở phía sau này là có nhà tắm cho mình, có nhà vệ sinh cho mình luôn, mình xài riêng ở phía sau này nha cả nhà. Đang sấy đồ đây nè cả nhà, đó sáng nay nè cả nhà thấy không, đây ổ qua nha, cái ổ qua dồ thịt nha. Đó, hiệp dồ thịt rồi, hiệp làm sẵn rồi, chút nữa hiệp bắt nước lên là hiệp làm thôi. Rồi hiệp bỏ vô tủ lạnh, hiệp ăn mấy ngày, cái này một mình hiệp ăn chắc cũng 3-4 ngày ấy cả nhà. Ổ qua nhà thịt này thích cái môn này lắm. Còn đây là cái nấm đùi gà nha cả nhà, đây nấm đùi gà. Thích luộc lên rồi chấm với nước tương tỏi ớt á cả nhà. Trời ơi đây nè, luộc lên nó xong rồi chấm nước tương tỏi ớt ăn nó, trời ơi nó ngon lắm cả nhà ơi. Hiệp ghiền cái này lắm, hiệp thích cái này lắm đó. Hiệp chỉ ăn vậy thôi, chút nữa là hiệp ăn cơm với cái nấm đùi gà này chấm với một chén nước tương tỏi ớt nè cả nhà, ngon hết sảy luôn á cả nhà ơi. Còn đây là cái nồi chăm nấm linh chi, nấm kim chi gì nè, nấm kim châm gì nè cả nhà. Thằng Long con hiệp nó thích ăn cái nấm kim châm này lắm cả nhà. Đó, rồi cái hiệp mua cái bắp bò,
Hiệp mua cái bắp bò cả nhà, rồi Hiệp sắc mỏng 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 ra, Hiệp sắc mỏng mỏng ra, rồi Hiệp làm một nồi canh nấm kim chi này, đó chiều về cho hai đứa con một tô, đó vậy là xong một ngày của hai mẹ con Hiệp, của ba mẹ con Hiệp rồi đó cả nhà, đó. Đó cả nhà thấy không, bắp bò nè, đó bắp bò Hiệp nấu với nấm kim châm, rồi chiều cho hai đứa nhỏ về cái hai đứa hai tô, rồi còn mẹ thì mẹ ăn cái nấm này chấm với nước tương tỏi ớt. Rồi xong một ngày đó cả nhà, xong một ngày rồi đó, để Hiệp quay cho cả nhà xem cái khung cảnh ở phía sau này nữa nè. Đây đây cả nhà, đây là khung cảnh ở phía sau nè, nó rộng mênh mông đại hải luôn cả nhà, có chỗ cho con người chơi rộng rãi thoải mái lắm đó. Đây nè cả nhà, đó Hiệp mua cái này gắn lên cho con chơi, cho nó chơi tetherball. Rồi cái khung cảnh ở sau này nè cả nhà, nó rộng lắm đó, nó rộng mênh mông đại hải vậy đó, cho nên là có chỗ cho con Hiệp nó chơi nó thoải mái đó nè cả nhà. Trời ơi cả nhà biết không, cái bụi này nè, cái bụi cây này nè, đó cái bụi này nè, trời ơi cả nhà, Hiệp kể cho cả nhà nhà nghe, cái bụi cây này là cái cây mà mợ của Hiệp hồi trước hay gửi qua cho Hiệp uống đó, mợ của Hiệp gửi qua đó. À, cái cây gọi là cây hoa đà đó cả nhà, nhưng mà thực tế của nó là cây bạch hoa xà, nó là cây bạch hoa xà nha cả nhà. Nhưng mà trời ơi đúng là Hiệp không có biết, tại vì cả nhà biết sao không, đợt trước á, hồi lúc mà Hiệp, để Hiệp kể cho cả nhà nghe tại sao Hiệp có cái cây này, không phải là mợ Hiệp gửi qua mà Hiệp trồng được cái cây này. Mợ Hiệp gửi qua cho Hiệp á, là Hiệp chỉ gửi cái lá khô thôi, mợ gửi cái lá khô thôi, mợ đi chặt rồi mợ gửi cái lá khô qua cho Hiệp uống thôi. Mà cả nhà biết không, Hiệp có cái cây này từ hồi lúc mà Hiệp phát hiện bệnh rồi, mà Hiệp không có biết, Hiệp không có biết nó là cái cây của mợ Hiệp cho uống, Hiệp không có biết. Cho tới bây giờ Hiệp chở nó về, Hiệp mới biết là cái cây này là cái cây mà của mợ Hiệp cho đó, là nó đó. Tại vì cả nhà biết sao, hôm bữa là Hiệp quay cho mợ Hiệp coi, Hiệp thấy nó giống giống, Hiệp mới quay cho mợ Hiệp coi. Trời ơi, mợ Hiệp soi cái cây mà mợ Hiệp đang có bên nhà, bên Việt Nam, rồi Hiệp soi cái cây ở bên đây, nó giống y chang, không khác cái gì hết. Cả nhà biết sao không, mình không có thể nào mà lộn được hết, là tại vì những cái mắt này nè, những cái mắt này nè, nó có màu đỏ đỏ như vậy, thì cái cây bên nhà của mợ Hiệp lấy cho Hiệp uống, nó cũng y như vậy luôn. Rồi cái bông nó ra là cái bông nó màu trắng trắng, nó cũng y như vậy luôn, cho nên nó không có khác đi đâu được hết cả nhà. Mà cả nhà biết vì sao mà Hiệp có cái cây này không? Hồi lúc trước á, mà Hiệp ở dưới San Jose á, là có cái bé kia là tới hỏi Hiệp, xin Hiệp là dạy cho bé đó làm nối tóc. Lúc đó là Hiệp nhận bé đó, Hiệp dạy cho bé đó làm nối tóc, là Hiệp lấy bé đó là $1,000. Hiệp lấy bé đó là một ngàn. Thì Hiệp dạy cho bé đó nối tóc xong rồi, cái Hiệp mới tâm sự, trong cái lúc mà làm hai chị em á, làm với nhau, cái Hiệp mới tâm sự. Hiệp nói Hiệp bệnh vậy đó. Cái bé mới nói, trời ơi chị ơi, sao chị không nói cho em biết, mẹ của em cũng bệnh như chị vậy luôn. Mà mẹ của em á, uống cái cây này nè, cái cây này gửi từ bên Việt Nam qua, mẹ em uống tới bây giờ là mẹ em á, giống như là cắt mổ đồ, chữa trị đồ xong hết rồi. Mỗi ngày mẹ em kiên trì uống cái lá này, mà bây giờ mẹ em sống 15 năm rồi, mẹ em không có sao hết á, để em chiết cho chị một nhánh. Cái cả nhà biết không, bé nó chiết cho chị một nhánh nhỏ xíu xíu thôi. Tại cái cây này nó quý mà cả nhà, ở bên Việt Nam thì có chứ ở bên đây đâu có đâu. Cái cây này nó quý mà, bé nó chiết cho chị một nhánh nhỏ xíu thôi. Cái Hiệp mới trồng, hồi lúc mà Hiệp còn ở dưới San Jose á, là Hiệp trồng nó tốt như vậy luôn rồi nè, nó tốt như vậy, nó tốt hơn luôn á. Rồi Hiệp mới, nó tốt lắm rồi, lúc đó Hiệp trồng nó tốt lắm rồi. Mà lúc đó thì Hiệp chưa có nói chuyện với mợ, cho nên lúc đó là mợ không có gửi thuốc cho Hiệp uống, là lúc đó Hiệp chưa biết. Thì sau này mà dọn lên đây á, thì Hiệp mới đem cái cây này gửi qua bên nhà má ông Bụt. Hiệp gửi qua bên đó luôn, cho tới bây giờ Hiệp mới nhớ lại, Hiệp xuống Hiệp chở về. Thì Hiệp mới nói chuyện với mợ, mới khoe với mợ cái cây này, thì mới biết ra là cái cây này là cái cây của mợ Hiệp từng gửi qua cho Hiệp uống. Mà cái tên đúng của nó là không phải cây hoa đà như mợ Hiệp nói, ở dưới miền Tây người ta gọi là cây hoa đà, nhưng mà đúng cái tên của nó là cây bạch hoa xà. Cây bạch hoa xà nha cả nhà.
Hiệp mới đi mua bao phân Hiệp bỏ vô đó cho nó tốt. Cả nhà biết không, lấy mấy lá đi bỏ vô nước uống. Bữa nào mà Hiệp muốn cảm á, Hiệp đau họng, Hiệp muốn cảm á, là Hiệp lấy mấy lá Hiệp bỏ vô nước Hiệp uống, là ngày mai Hiệp hết đau cổ liền cả nhà. Nó hay như vậy đó cả nhà. Hay lắm, đúng là hay lắm luôn. Con Hiệp cũng vậy nữa, lâu lâu mà nó cảm cảm, nó muốn ho ho là bắt đầu là Hiệp hãm cho, đút cho mọi đứa uống 3-4 muỗng vậy đó, rồi là hết. Còn cái cây này là cây chùm ngay nè cả nhà, cây chùm ngay ở bên Việt Nam. Bên này nó có bán cái hộp, Hiệp đi qua bên chợ, chợ kế bên nè, Hiệp mua cái hộp. Hiệp mua một bịch hộp của nó, Hiệp về, Hiệp bỏ vô đây Hiệp trồng, mà nó lên được như đây này nè cả nhà. Cái cây chùm ngay này là công dụng của nó cũng tốt lắm nha cả nhà. Nó cũng chữa trị tốt lắm, chữa trị cũng tốt lắm. Mà cái lá đồ của nó là nó canh ăn ha, cực kỳ là nhiều chất dưỡng chất luôn. Đó. Cho nên á, Hiệp trồng nó được như đây rồi nè, mà không biết mùa lạnh thì nó có chết hay không. Còn đây á, là cái cây ngải cứu nè. Hiệp xin cái cây ngải cứu về Hiệp trồng để Hiệp xào với trứng ăn á cả nhà. Đó, Hiệp trồng được một bụi xả nữa nè cả nhà. Hiệp trồng được bụi xả nè, mà mỗi lần Hiệp ăn Hiệp chỉ dám cắt lá ăn thôi cả nhà. Đâu có dám cắt cái cọng ăn đâu, cắt cái cọng ăn sợ nó hết. Nên mỗi lần Hiệp làm gì Hiệp chỉ cắt cái lá thôi. Đó, còn đây nè cả nhà. Hiệp bỏ ra thêm nè, Hiệp chiết cái nhánh đó. Đây, Hiệp chiết cái nhánh nó ra để Hiệp trồng thêm nè cả nhà, thấy nó lên không? Đó, nó đang lên nè. Đó, nó đang lên nè cả nhà ơi. Sang năm là nó lớn lắm cho coi nè. Đó, sang năm Hiệp quay cho cả nhà coi cái thùng này nó sẽ lớn mình không cho coi. Đó. Hiệp trồng được mấy bụi bạc hà nữa nè cả nhà. Cắt nấu canh ăn cũng nhiều rồi. Giờ mùa lạnh không biết nó có chết không. Đó cả nhà, ở sau này nè. Đó, nó rộng mênh mông đại hải vậy đó cả nhà, sướng lắm. Con Hiệp nó chơi trời ơi thoải mái lắm nè. Con Hiệp nó chơi đá banh ở đây luôn á cả nhà. Đó, nó rộng rãi vậy đó cả nhà. À, bây giờ Hiệp đi vô nha cả nhà. Hiệp đi vô nhà nha. Tại vì mùa này nó lạnh rồi nên đứng ở ngoài nó cũng lạnh. Đi vô nhà. Rồi. Đó, hôm nay Hiệp review cho cả nhà xem hết ở chỗ cái tiệm của Hiệp rồi đó. Cái tiệm mới của Hiệp là nó như vậy đó cả nhà. Đó, bây giờ nói chung là Hiệp làm thì ba mẹ con sống thì cũng ổn định, không có phải chạy đi khắp nơi để đi làm hơi làm mướn cho người ta, không phải khổ sở. Nên đó, trong đó là cái restroom cho khách đó cả nhà. Đó, restroom cho khách đó. Đây là cái ghế làm chân nè cả nhà. Đó, ở bên Mỹ thì mọi người biết rồi ha, còn ở Việt Nam đó, ghế làm chân ở đây là vậy nè cả nhà. Ở trên cái ghế á, nó có cái chế độ massage luôn. Mình ngồi lên mình massage đã lắm cả nhà ơi. Hôm nào á, Hiệp làm khách rồi Hiệp coi có người khách nào dễ, Hiệp quay một cái clip làm chân bên này cho cả nhà coi nha. Hiệp làm đầy đủ những cái bước làm chân ở bên Mỹ cho cả nhà coi. Cho mấy cái chị em nào mà ở bên Việt Nam mà muốn sắp qua Mỹ đó, Hiệp quay cho cả nhà coi để cả nhà biết cái cảnh làm nail ở bên Mỹ làm chân như thế nào nha. Nha, để Hiệp sẽ cố gắng Hiệp quay cho cả nhà coi. Thì nói chung á, trong cái mỗi ngày á, thì công việc của Hiệp là mở mắt ra là đưa con đi học rồi về thì làm nail vậy thôi. Thì có Hiệp không có đi làm được từ thiện như những cái kênh khác nhiều, cho nên á, mong cả nhà thương tình ủng hộ cho mẹ con Hiệp để mẹ con Hiệp kiếm thêm thu nhập. Thì Hiệp chỉ quay những cái cảnh gì mà Hiệp trong khả năng Hiệp quay thôi. Cho nên cả nhà thương tình ủng hộ mẹ con Hiệp nha. Rồi Hiệp bỏ video lên mỗi ngày cho cả nhà xem. Rồi để đủ giờ cả nhà ủng hộ cho Hiệp coi dùm Hiệp. Để Hiệp đủ giờ rồi Hiệp bật quảng cáo nha. Khi mà bật quảng cáo được thì cả nhà đừng có lướt qua quảng cáo. Cả nhà cố gắng xem dùm quảng cáo cho Hiệp. Để Hiệp mới được YouTube trả tiền á. Chứ nếu mà khi mà nó hiện quảng cáo lên mà cả nhà bấm qua là cái YouTube nó không có trả tiền cho Hiệp á. Cho nên cả nhà thương ủng hộ cho mẹ con Hiệp đi, rồi Hiệp cố gắng Hiệp quay mỗi ngày Hiệp làm một clip Hiệp bỏ lên cho cả nhà mình xem để biết được cái cuộc sống mẹ con của Hiệp bên này như thế nào mỗi ngày nha cả nhà. Bây giờ cái video nó cũng hơi dài rồi, thì thôi Hiệp cũng sắp sửa tới giờ hẹn của khách nó tới đó, cho nên Hiệp xin cả nhà là Hiệp dừng video tại đây nha. Hiệp chúc cho cả nhà một ngày an lành và hạnh phúc, chúc cả nhà sức khỏe,
Hiệp chào cả nhà, bye bye cả nhà nha.